Xin chào quý độc giả của kênh Saba. Tuần này sẽ là một quãng thời gian quan trọng của bóng đá thế giới khi World Cup 2022 xác định thêm chủ nhân của những chiếc vé tiếp theo đến Qatar vào cuối năm. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển nào đã có suất và những đội nào có cơ hội lớn đi tiếp ở phần điểm tin sau đây. Đầu tiên, Canada chính là cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất khi chính thức giành quyền dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 36 năm. Đội bóng xứ sở lá phong vừa giành chiến thắng giòn giã trước Jamaica và đoạt vé đi Qatar sớm một vòng đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Jonathan David cùng các đồng đội khi họ đã chơi rất tốt tại vòng loại khu vực CONCACAF với chỉ một thất bại duy nhất sau 13 vòng. Sau Canada, Mỹ và Mexico cũng gần như chắc suất đi tiếp khi hai đội này đang có khoảng cách rất an toàn so với vị trí thứ tư. Costa Rica nhiều khả năng phải thi đấu trận play-off với đại diện châu Đại Dương để tranh tấm vé vớt vào tháng 6. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa New Zealand và quần đảo Solomon. Dĩ nhiên, đội bóng xứ sở chim Kiwi được đánh giá cao hơn khá nhiều. Chuyển sang khu vực châu Âu, rạng sáng ngày thứ tư sẽ có thêm hai suất được xác định, đó chính là đội thắng trong hai trận chung kết play-off nhánh B và C giữa Ba Lan với Thụy Điển, Bồ Đào Nha với Bắc Macedonia. Chắc chắn người Bồ sẽ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng hạng 67 thế giới thay vì nhà đương kim vô địch châu Âu Italy. Trận này, ngoài lợi thế lớn được chơi trên sân nhà, Seleção châu Âu cũng có sự trở lại của Pepe và Cancelo sau án treo giò. Tuy nhiên, chắc chắn Ronaldo cùng các đồng đội không thể chủ quan bởi họ từng chịu thất bại trước Serbia ở trận đấu vòng bảng cách đây ít lâu. Cặp Ba Lan với Thụy Điển được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng và chặt chẽ hơn so với lần hai đội đụng độ tại Euro 2020. Khi ấy, các chiến binh Viking đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 sau một bàn giật đuổi mãn nhãn. Chiếc vé còn lại của châu Âu sẽ được xác định sau cuộc so tài giữa xứ Wales và đội thắng trong cặp Scotland, Ukraine. Do chiến sự ở Ukraine vẫn còn căng thẳng nên cặp đấu này vẫn chưa thể diễn ra. Tạm chia tay lục địa già, chúng ta hãy đến với châu Á. Cách đây vài ngày, bảng B của đội tuyển Việt Nam đã xác định hai cái tên chính thức đi tiếp là Nhật Bản và Ả Rập Saudi. Ở lượt đấu cuối, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách đến đất nước xứ sở mặt trời mọc với mục tiêu chơi một trận thật tốt trước khi chia tay giải đấu. Tuy nhiên, hiện một số trụ cột của đội tuyển Việt Nam không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau nên rất có khả năng rồng vàng sẽ trắng tay thêm một lần nữa. Ở bảng A, Hàn Quốc và Iran đã giành quyền đi tiếp nên tấm vé vớt sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba đội UAE, Iraq và Liban. Trong đó, UAE có nhiều lợi thế nhất về mặt điểm số. Ai giành vị trí thứ ba bảng này sẽ gặp Úc để tìm ra đại diện châu Á đá trận play-off với đội xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ. Còn ở khu vực Nam Mỹ, Argentina, Brazil, Ecuador và Uruguay là những cái tên đã chính thức đi tiếp. Tấm vé vớt cuối cùng đang được đến ba đội bóng tranh chấp là Peru, Colombia và Chile. Hiện Peru đang có lợi thế nhất khi được thi đấu trận cuối tiếp đối thủ yếu Paraguay trên sân nhà và nếu giành 3 điểm thì chắc chắn họ sẽ đạt được mục đích. Và cuối cùng ở khu vực châu Phi, năm suất sẽ được xác định sau lượt về play-off diễn ra rạng sáng 30 tháng 3. Ở lượt đi, Ai Cập là đội chủ nhà duy nhất thắng khi vượt qua Senegal 1-0. Algeria và Tunisia có lợi thế cực lớn khi giành chiến thắng trên sân khách trước Cameroon và Mali. Hai cặp đấu còn lại giữa Ghana và Nigeria, Cộng hòa Congo và Maroc có kết quả hòa. Trên đây là những cập nhật mới nhất của Saba về tình hình vòng loại World Cup ở tất cả khu vực trên thế giới. Cảm ơn các độc giả đã theo dõi video này của chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người ở các số tiếp theo.